giờ lịch tối ngày 20 tháng chạp năm Nhâm Dần là sắp gần Tết rồi, còn có 10 ngày nữa là Tết Quý Mão đó. Thì ở Thủ Dầu Một Bình Dương là thấy nó có hoa kiển lên rồi các bạn. Để hôm nay quay lên cho các bạn coi nha. Ở đây là ngay chỗ đại lộ Bình Dương, ở đằng trước đường Hùng Vương với lại nhà Hiếu Nhi á, nhà Hiếu Nhi tỉnh á. Là thấy bắt đầu có cúc rồi lên rồi nè, để chạy dài dài từ đây tao tới chỗ công viên Hành Lễ cho các bạn xem nha. Công viên Hành Lễ bây giờ nó đổi tên lại là công viên Thủ Một á. Rồi đây nha, let's go. Lớn các bạn, cao lắm các bạn ơi, cao này chắc 2 mét, tính từ đất lên tới cái đây là thấy có tắc này, này ở trước nhà Thiếu Nhi á. Rồi đây có mai, mai chậu mai đẹp ghê chứ. Mở YouTube nha. Đây thấy khúc này thấy bông nhiều hơn cái chỗ nãy, chỗ trên trường Hùng Vương á. Cái này là gần với công viên Hành Lễ rồi. Bên đây có mai nè, cái mai đẹp quá các bạn ơi. Rồi đi tiếp nha. Okay.
bốn màu, 5 màu với một sắc. Đây cũng 5 màu luôn. Cái này màu cam. Đẹp quá. Mà lá nó nhỏ xíu à. Cái loại này chắc mới lai là sao, nó lá nhỏ. Cam. Giới thiệu cho các bạn cái siêu phẩm cây mai nha. Cây này là cửu ngư quân hội. Chín con cá, cái nậu cái bể của nó chín con cá quân hội đó. Cái bể này giờ quay cái bể trước nha. Đây. Siêu phẩm cụ mai đây. Này phải lôi ra xa mới lấy hết được. Quá đẹp, cái thấy nó mình thấy nó ngã dài luôn mà. Không rành là thấy này phải gì nhưng mà thấy đẹp. Cái này bán nhiều bán nguyên một cái như vậy luôn đó ha. Đây một siêu phẩm mai nữa nè, nhưng mà cái cây này là dáng thẳng đứng, không có nằm nghiêng như cây nãy. Cây này vào dáng giống như thông. Các bạn xem nha, cái gốc nó lớn từ trên đầu cái nhỏ là giống như thông. Hai cái shop hoa này là kinh doanh hàng đẹp đẹp nhiều, dữ nhất khủng nhất luôn nha, đã lắm, mời bạn luôn.
trời đối diện trường Tô Duy Thục. Này cúc này ở chợ Lách Bến Tre lên nha. Mai.
dáng tạo hình thành mấy cái thú. Nay con trang vàng con này không biết con gì, con trâu con chó gì vậy. Tâm thương mại Bình Đặng nay nó là mấy dàn đèn led này đồ nhiều, thấy cũng đẹp, mỗi lần có mỗi lần để được trống trơn à. Nay làm dàn đèn led được thấy tối thấy cũng đẹp ghê. Đêm với phố đi bộ Bình Đặng đứng đây gió mát lòng lòng.